Đây là bài 17 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Tiếng Trung khó không? 汉语难吗? Ở đâu? 在哪儿? Không phải. 不是. Về trường. 回学校. Có biết Thiên An Môn hay không? 知不知道天安门? Sách tiếng Trung. 中文书. 汉语书. Quyển sách này. 这本书. Kia là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志. Bạn con. 我朋友. Lâm. Alin. Cháu chào chú. Su su hào. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ các bạn. Nhì mân. Nhì. Nhì. Mân. Mân. Nhì mân. Nhì mân. Tương tự hãy thêm từ mân để nói. Chúng tôi. 我们. 我们. Các bạn bè. 朋友们. 朋友们. Các thầy cô giáo. 老师们. 老师们. Các ông bố. Ba bà mân. Ba bà mân. Chào các bạn. Nǐ men hǎo. Nǐ men hǎo. Chào các thầy cô giáo. Lǎo shì men hǎo. Lão sư mình hảo. Bây giờ là từ vui mừng. Cao xỉn. Cao. Cao. Xỉn. Xỉn. Cao xỉn. Cao xỉn. Mình rất vui. Wǒ hěn gào xìng. Wǒ hěn gào xìng. Các bạn rất vui à? 你们很高兴吗? 你们很高兴吗? Anh không vui à? 你不高兴吗? 你不高兴吗? Anh vui cái gì? 你高兴什么? 你高兴什么? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quen, quen biết. 认识. 认. 认. 是. 是. 认识. 认识. Tôi quen. 我认识. 我认识. Tôi quen anh à? 我认识你吗? 我认识你吗? Quen biết các bạn. 认识你们.
认识你们。Rất vui. 很高兴。很高兴。Rất vui được quen biết các bạn. Nguyên văn là rất vui quen biết các bạn. 很高兴认识你们。很高兴认识你们。Chào các bạn. 你们好。Rất vui được quen biết các bạn. 很高兴认识你们。很高兴认识你们。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cũng vậy, cũng là, cũng phải. 也是。也。也。是。是。也是。也是。chúng tôi cũng vậy. 我们也是。我们也是。cũng, 也, 也, cũng rất tốt, cũng rất khỏe, 也很好, 也很好, cũng không biết, 也不知道, 也不知道。cũng là của mình. 也是我的。也是我的。Chào các bạn. 你们好。Rất vui được quen biết các bạn. 很高兴认识你们。很高兴认识你们。bọn mình cũng vậy. 我们也是。我们也是。bài học này đến đây là hết.